Nga đã sẵn sàng đưa khinh hạm đô đốc Kozhkov vào trực chiến. Nga tuyên bố đã hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa khinh hạm đô đốc Kozhkov cùng với các hệ thống tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon mới nhất đi vào hoạt động trực chiến. Trả lời phóng viên hôm 28 tháng 12, cơ quan dịch vụ báo chí của hạm đội phương Bắc cho biết khinh đạm đô đốc Kozhkov thuộc dự án 22350 đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho nhiệm vụ tích cực vào tháng 1 năm 2023 theo kế hoạch. Khinh hạm đô đốc Kozhkov của hạm đội phương Bắc dưới sự chỉ huy của tướng Igor Grobman đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho một hành trình đường dài, tuyên bố nêu rõ. Theo các nguồn tin, giai đoạn chuẩn bị cuối cùng được thực hiện trong một cuộc xuất kích có kiểm soát để tới bãi thử chiến đấu của hạm đội phương Bắc ở biển Barents. Thủy thủ đoàn của con tàu đã hoàn thành nhiệm vụ trong vài ngày, cơ quan dịch vụ báo chí nhấn mạnh. Trước đó hôm 21 tháng 12, tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định khinh hạm trang bị tên lửa siêu thanh Zircon này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2023. Vào đầu tháng 1 năm sau, khinh hạm đô đốc Kozhkov của hạm đội Nga sẽ đi vào hoạt động trực chiến với hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon trên biển mới nhất. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, không có hệ thống tương tự nào như vậy trên thế giới, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tại cuộc họp. Tổng thống Putin lưu ý, kế hoạch tiếp tục trang bị các loại khí tài mới nhất cho các lực lượng chiến lược Nga đã được lên kế hoạch. Tổng thống Nga lần đầu tiên giới thiệu tên lửa Zircon vào năm 2019. Trong khi đó, khinh hạm đô đốc Kozhkov đã nhiều lần phóng thử loại tên lửa mới và trong thời gian gần đây tích cực tham gia thử nghiệm các hệ thống khí tài mới. Một số tên lửa Zircon đã được phóng từ con tàu này trong năm nay. Bộ Quốc phòng Nga hồi cuối tháng 11 thông báo chiến hạm này một lần nữa đã bắn thành công tên lửa Zircon từ biển Barents và một mục tiêu trên biển cách xa hơn 400 km. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít thông tin về loại khí tài Nga vốn được giữ bí mật này. Các tên lửa được cho là có thể đạt tốc độ ít nhất 9 Mach hơn 11.000 km/h, trong khi vẫn giữ được khả năng cơ động, khiến chúng không thể bị đánh chặn một cách hiệu quả. Đầu năm nay, chỉ huy Grobman tiết lộ các quả đạn có thể đạt tầm bắn ít nhất 1.500 km. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tiêu hao một lượng vũ khí và đạn dược với tốc độ lớn chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai và đang biến thành cuộc chạy đua vũ trang giữa Moscow và các thành viên châu Âu của NATO. Giới chức thân Nga nhận định rằng Ukraine đang cạn kiệt cả vũ khí do các nước NATO cung cấp cũng như vũ khí từ thời Liên Xô trong bối cảnh xung đột kéo dài liên miên và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ông Arti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, đồng thời là phó chỉ huy binh đoàn lục quân số 2 của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng thân Nga, đưa ra nhận định trên kênh Telegram cá nhân, đồng thời cho biết các lực lượng Nga đang áp sát thành phố Bakhmut ở Donetsk. Tuy nhiên, tốc độ tiến quân của Nga ở hướng này đang bị chậm lại do Moscow muốn tránh thương vong cho dân thường. Trước đó vào hôm 23 tháng 12, ông Alaudinov nói rằng giới chức Ukraine đang chuẩn bị đầu hàng ở Aktyomovsk, điểm nóng ở tiền tuyến. Trong một phát biểu qua video vào ngày 26 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình tại mặt trận khu vực Donbass rất khó khăn và đau đớn. Theo ông Zelensky, phía Nga đang huy động tất cả nguồn lực hiện có để thúc đẩy đà tiến công. Tình trạng thiếu điện vẫn diễn ra trầm trọng ở Ukraine, với gần 9 triệu người dân hiện vẫn chưa có điện. Tổng thống Ukraine đồng thời trấn an người dân rằng thời gian và quy mô cắt điện đang dần được thu hẹp. Thưa quý vị, xung đột giữa Nga và Ukraine đang có nguy cơ kéo khối quân sự NATO vào thế giao tranh trực tiếp đối với Nga. Kịch bản chiến tranh hạt nhân nổ ra giữa hai siêu cường Mỹ và Nga là hoàn toàn có thể xảy ra, sau khi Nga từng cảnh báo rằng họ đặt lực lượng hạt nhân của mình trong trạng thái báo động. Những lời cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ nhắm tới lực lượng Ukraine trên chiến trường mà còn với cả nước Mỹ cũng như là khối NATO. Vào năm 2017, truyền thông Nga nói chi tiết về cách thức Nga tấn công các thành phố và khu vực của Mỹ sau khi hiệp ước hạt nhân giữa hai bên sụp đổ và đưa các đối thủ thời chiến tranh lạnh vào tầm ngắm. Khi ấy, truyền thông nhà nước Nga quảng bá cho một loại tên lửa mới siêu thanh có năng lực hạt nhân. Hãng thông tấn Reuters dẫn tin từ truyền hình Nga cho biết các mục tiêu mới cho loại vũ khí này là Lầu Năm Góc, Trại David, đài phát thanh hải quân Jim Creek ở Washington, pháo đài Ritchie ở Maryland và căn cứ không quân McClellan ở California. Kể từ chiến tranh lạnh thì Mỹ và Nga đã vạch ra các kế hoạch về phương án tối ưu để tiến hành chiến tranh hạt nhân nhằm vào nhau. Các mục tiêu trong cuộc tấn công tổng lực có khả năng là cơ sở và vũ khí hạt nhân cố định và các trung tâm chỉ huy điều khiển của Mỹ. Ngoài ra thì các trung tâm đông dân với tầm ảnh hưởng văn hóa cũng sẽ là các mục tiêu hàng đầu trong một cuộc tấn công như thế. Tuy nhiên, các chiến lược gia tin rằng tấn công hạt nhân sẽ tập trung vào chính lực lượng hạt nhân của đối phương nhằm kịp thời phá hủy lực lượng này trước khi họ kịp thời phản công. Thế nhưng, cuộc chiến tranh hạt nhân giả định này không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Ngay cả trong tình huống tất cả kho vũ khí hạt nhân cất trữ của Mỹ, các hầm phóng tên lửa liên lục địa và các máy bay ném bom hạt nhân của quốc gia này đã bị san phẳng, Mỹ vẫn có thể sử dụng các tàu ngầm hạt nhân để trả đũa.
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tình hình tại khu vực Donbass rất khó khăn đối với quân đội Ukraine, trong khi gần 9 triệu người dân chưa có điện trên khắp cả nước. Tình hình này yêu cầu sức mạnh và sự tập trung của toàn dân tộc Ukraine. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cho biết tình hình ở Bakhmut, Kremlin và những khu vực khác tại vùng Donbass đang rất đau đớn và khó khăn khi Nga ngày càng triển khai mọi nguồn lực để áp đảo tình hình. Khu vực này gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk được coi là chiến trường quyết định tương lai Ukraine cũng như chiến dịch quân sự của Nga. Bakhmut là cứ điểm chiến lược ở phía bắc Donetsk, nằm trên trục đường chính dẫn đến hai thành phố lớn gồm Sloviansk và Kramatorsk trong cùng địa bàn tỉnh. Trong khi đó, Kremlin là thành trì do Nga kiểm soát và là cửa ngõ tiềm năng để quân đội Ukraine tiến vào tỉnh Lugansk. Ngoài ra, tình trạng thiếu điện vẫn diễn ra trầm trọng, gần 9 triệu người Ukraine hiện vẫn chưa có điện. Tuy nhiên, người đứng đầu Ukraine trấn an rằng thời gian và quy mô cắt điện đang dần được thu hẹp. Ông cùng các quan chức năng lượng đang sẵn sàng chuẩn bị cho năm tới. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Haluchenko, các lực lượng Nga chưa từ bỏ việc bắn phá hệ thống năng lượng của Ukraine. Các hộ gia đình ở nước này có thể có điện vào đêm giao thừa nếu lực lượng Nga không bắn phá các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nhưng tình hình không thể đoán trước được gì. Trước đó, tại lễ trao huân chương sao vàng cho các anh hùng Nga ở Điện Kremlin ngày 8 tháng 12 năm 2022, Vladimir Putin cho biết những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine là phản ứng sau vụ nổ trên cầu Crimea và các cuộc tấn công khác. Tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo truyền thông Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ nhận định rằng phương Tây sẽ sớm mất khả năng điều khiển nền kinh tế thế giới. Ông Sergei Lavrov cho biết, đa số các quốc gia trong thời kỳ hậu chiến đã quá phụ thuộc vào hệ thống của phương Tây, coi các công cụ và cơ chế của phương Tây có thể cân bằng lợi ích của các quốc gia. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các rủi ro và mối đe dọa phát sinh từ sự phụ thuộc như vậy đang tăng dần. Cũng theo Ngoại trưởng Nga, dù phương Tây gần như đã cắt đứt mọi quan hệ với Nga, nhưng Nga vẫn còn nhiều đối tác chiến lược khác ở đa lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và thể thao. Nga sẽ tập trung vào các đối tác chưa bao giờ làm Nga thất vọng. Ngoại trưởng Lavrov chỉ rõ, việc đạt được thỏa hiệp rất khó khăn, nhưng khi đã đạt được, các đối tác này không lừa dối Nga, còn phương Tây thì ngược lại. Cũng bàn về phương Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay, Nga không còn vấn đề nào và cũng không cần thiết để đàm phán với phương Tây. Bởi vì các quốc gia này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và tịch thu tài sản không qua xét xử và điều tra, vi phạm luật pháp quốc tế với Nga. Theo ông Medvedev, ít nhất là một thập kỷ tới, mối quan hệ giữa Nga với phương Tây dường như là bất khả. Sự cạnh tranh giữa phương Tây và phần còn lại của thế giới sẽ có xu hướng gia tăng. Sự thay đổi đường lối của khối liên minh phương Tây là tất yếu vì mâu thuẫn giữa các đồng minh ngày càng gay gắt. Tất cả đem đến sự thay đổi cục diện trong cán cân quyền lực toàn cầu. Nga dự định sẽ tăng cường tương tác và cởi mở hợp tác với phần còn lại của thế giới ngoài hệ thống của phương Tây.